chia cổng trường học cùng người tôi các bạn này. Không hiểu tại sao vừa rồi rất chia cổng trường rồi, cực kỳ thích cổng trường này, đi đâu nghĩ gì nói lên cổng trường thôi, nên là hôm nay tôi tạo nôn cổng trường nông người cho cô cậu rất là khoái các từ lúc tôi bóc cổ ra lúc tôi lắp ráp cổng trường lúc nào cũng trong tình trạng chỉ có một cổng trường thôi mọi người, thế mới giải chứ này. Đây quá trình tôi lắp lên cổng trường này mọi người, lắp cũng đơn giản thôi, lắp lên cổng trường chắc là tôi chỉ lắp mất khoảng độ 20 phút là xong rồi, nhưng mà khổ cái mọi người nhớ đăng ký kênh, like, subscribe kênh của tôi nhé mọi người.